Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe cực kỳ đặc biệt lần đầu tiên về tại cửa hàng em. Chiếc xe Meria Road 904 với bộ ghi đông cánh bướm rất là đặc biệt. Vâng, các bác có thể nhìn thấy ghi đông cánh bướm. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể. Vâng, và đây là hình thức chiếc xe Meria Road 904, màu đỏ phai các bác nhé. Chiếc xe khá thú vị đối với những bác mà thích sưu tầm những chiếc xe độc đáo. Đây các, đây là ghi đông cánh bướm rất là đặc biệt. Cọc yên cao cấp của Chuvati. Đây là một hãng làm yên và ghi đông nổi tiếng thế giới rồi. Các bác có thể lên Google để search thêm về hãng Chuvati này. Đây là biểu tượng ngọn núi của Meda. Vâng. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Và xe được trang bị càng carbon các bác nhé. Càng carbon này của Meda. Chiếc xe rất đặc biệt, dòng đua mà lại được trang bị 3 đĩa. Vâng. Phanh 3 mảnh của Tiagra. Xe được trang bị cái cổ gật gù đây. Có thể lên xuống tùy theo mức độ các bác muốn, cao hay thấp. Chỉ cần tháo lục lăng này ra là các bác có thể điều chỉnh rồi, rất là dễ dàng. Cũng rất ít xe có cái cổ gật gù này. Xe sử dụng tay bấm xả của Shimano Alivio. Bên này bên lip 8 tầng. Bên này bên đĩa 3 tầng cũng của Shimano Alivio. Cho xe tới 24 tốc độ điều chỉnh. Hình thức lốp khá là mới đây. Giờ em sẽ quay thông số lốp lốp của cho các bác xem. 700 × 23C. Wow. Và size có chiều cao đứng là 49-50, phù hợp các bác trên 1m65 có thể đi vừa chiếc xe này. Chiếc xe có ghi đông cánh bướm khá độc đáo các bác nhé. Có thể cầm như này để đi như dòng touring. Xe kết hợp ghi đông cánh bướm này có thể phù hợp đi dòng touring và đua được thoải mái. Vâng. Cổ phốt rất cao đi. Vâng, và xe được trang bị cổ đèo Shimano. Của Microsoft thôi nhé. Cổ đèo Microsoft. Xe được trang bị 8 tầng lip và đùi đĩa 3 tầng cho xe 24 tốc độ. Bây giờ em sẽ test chuyển động của xe.
Vâng, lên lít. Vâng, chuyển động rất tốt đây. Đúng lít. Chuyển động rất là tốt các bác nhá. Xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano. Xuống đĩa. Lên đĩa. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Trang bị khung nhôm và carbon, ghi đông cánh bướm. Rất là đặc biệt. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Miura Road 904 được trang bị càng carbon và cánh bướm và ghi đông cánh bướm rất là đặc biệt. Hiện tại chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá 5.800.000, miễn phí ship toàn quốc và hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Và lên YouTube Tình Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe mới về bên em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.